vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nuôi gà đồi hướng phát triển chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Xây dựng 3 phương án tiêu thụ quả vải năm 2020. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Vĩnh Phúc chủ động khoanh nợ giãn nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Cần đầu tư lưới điện quốc gia cho các vùng đặc biệt khó khăn. Nhức nhối nạn đánh bạc tại nhiều vùng nông thôn. Và bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu thịt thương phẩm của thị trường, hiện nay nhiều trang trại nuôi lợn tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã tập trung tái đàn trên cơ sở thận trọng, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Từ cuối năm 2019 đến nay, huyện Ân Thi đã tái đàn được gần 26.000 con, nâng tổng đàn lợn của huyện đạt trên 40.000 con. Để thực hiện việc tái đàn, các chủ nuôi đã áp dụng các biện pháp tiêu độc khử trùng chuồng nuôi và khu vực phụ cận, chủ động việc nhân giống cung ứng lợn giống có chất lượng và an toàn dịch bệnh, liên kết với các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi có uy tín thương hiệu, áp dụng phương thức quản lý cùng vào cùng ra theo thứ tự ưu tiên, dãy chuồng, ô chuồng, hạn chế tối đa người ra vào khu vực chăn nuôi. Hiện nay, phòng ngành chức năng và các địa phương trong huyện tích cực tuyên truyền các hộ nuôi không găm hàng, đẩy giá tăng cao quá mức, bảo đảm hài hòa lợi ích của người chăn nuôi, khâu trung gian và người tiêu dùng. Trong những năm qua, việc nuôi gà đồi thực sự là một hướng phát triển chăn nuôi gia cầm mang lại nguồn thu lớn cho nhiều hộ dân ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Gà đồi đều được nuôi với quy mô lớn. Hiệp hội Gà đồi Chí Linh có hơn 600 hộ tập trung ở 6 xã phường. Trung bình một ngày, Hiệp hội có thể cung cấp cho thị trường từ 20 đến 25 tấn gà thương phẩm. Với sản lượng lớn như vậy nên tình trạng cung vượt cầu vẫn xảy ra và bị thương lái ép giá. Hơn nữa, việc vận chuyển gà tươi gặp nhiều khó khăn và phức tạp hơn gà đã sơ chế bảo quản. Để phát triển bền vững và giá thành sản phẩm gà đồi ổn định thì Hiệp hội Gà đồi Chí Linh cần có nhà máy chế biến và bảo quản lạnh gà để cung cấp cho thị trường thuận lợi hơn. Với cái quy mô hiện nay chăn nuôi nó rất là lớn, cái sản lượng gà thương phẩm ra rất là nhiều. Thế để mà muốn có cái thị trường tiêu thụ nó được ổn định thì không phải tiêu thụ tự do như bây giờ ấy, thì chúng tôi cũng rất là muốn có những cái chuỗi đấy, sản xuất thì nó theo một cái chuỗi để giết mổ đến cái đầu ra đấy thì nó ổn định, ví dụ được đưa vào các cái nhà hàng siêu thị để có cái nhà máy giết mổ thì là cái đấy để cho bà con để yên tâm sản xuất trong chăn nuôi. Dù chưa vào vụ thu hoạch nhãn nhưng đến thời điểm hiện tại, nhãn của hợp tác xã Nhãn Lồng Tiên Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã được doanh nghiệp đặt hàng thu mua. Hợp tác xã Nhãn Tiên Châu có tổng số trên 17 hectare nhãn, tăng gần 3 hectare so với vụ nhãn năm 2019. Do áp dụng chăm sóc nhãn theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp, kết hợp với việc đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, nên nhãn của hợp tác xã Nhãn Lồng Tiên Châu, xã Hồng Nam ngày càng được thị trường ưa chuộng, giá cả ổn định. Năm 2019, hợp tác xã xuất bán 30 tấn nhãn cho các đơn vị kinh doanh hoa quả tươi tại thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Quảng Ngãi. Vụ nhãn năm 2020 này dự kiến sản lượng thu được trên 200 tấn quả, chủ yếu là nhãn Hương Chi T2. Thời điểm này, mặc dù chưa đến vụ thu hoạch, song nhãn của hợp tác xã đã có đơn vị đặt hàng thu mua. Hợp tác xã Nhân Lồng Tiên Châu thành lập được mấy năm nay thì cũng được một số các công ty đã ký hợp đồng. Thì năm nay thì cũng được cái là nó hơn cái là thêm một cái công ty MTTech tham quan và đã đặt hàng, đặt chúng tôi là 30 tấn trước mắt đấy. Nên nếu mà hàng của chúng tôi mà đạt tiêu chuẩn nữa thì được nhiều hơn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Hà đã triển khai kế hoạch mở rộng vùng vải nhãn xuất khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế và kết nối tiêu thụ vải năm 2020. Theo số liệu, hiện Hải Dương đang xây dựng 23 vùng trồng vải, nhãn theo tiêu chuẩn quốc tế với tổng diện tích 220 ha đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường Nhật Bản, Mỹ, Australia và các nước EU về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm. Ngành Nông nghiệp Hải Dương đã phối hợp với huyện Thanh Hà và thị xã Chí Linh áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh việc bảo đảm chất lượng từ nguồn, ngành Nông nghiệp Hải Dương cũng đã gặp gỡ và làm việc với nhiều doanh nghiệp lĩnh vực xuất khẩu nông sản, giám sát quy trình sản xuất. Theo thống kê, tỉnh Hải Dương có 9.700 ha vải. Năm 2020, dự kiến tổng sản lượng quả vào khoảng 45.000 tấn.
Chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch vải thiều chín sớm, thị trường tiêu thụ vải thiều chủ yếu là xuất khẩu. Thế nhưng năm nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang làm gián đoạn nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến cho người dân không khỏi lo lắng. Hiện các cơ quan chức năng đang phải khẩn trương xây dựng các phương án tiêu thụ vải thiều. Hơn 1,5 hectare vải thiều của ông Cường ở Tân Yên, Bắc Giang được lựa chọn là vùng sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu đi Nhật Bản. Ông cho biết làm theo tiêu chuẩn của thị trường Nhật khắt khe hơn các thị trường khác. Thị trường Nhật thì đang yêu cầu chăm sóc quả vải theo cái hướng hữu cơ. Cơ bản là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là bằng sinh học và chăm sóc là gần như không sử dụng bằng phân bón hóa học. Cơ bản là dùng bằng phân hữu cơ là chính. Nói chung là năm nay thì mình mới bắt đầu làm nhưng cũng cảm giác cũng là khó chứ không ấy. Những thị trường khác thì nó sẽ dễ hơn nhưng thị trường Nhật là làm cũng tương đối là kỹ. Wow. Người trồng vải đã sẵn sàng, trong đó có 6.000 hecta với sản lượng ước khoảng 45.000 tấn vải thiều sớm vụ năm nay đạt năng suất, chất lượng tốt, nhất là những diện tích được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang tác động nặng nề đến hoạt động thương mại toàn cầu. Người trồng vải lo lắng vì chỉ còn gần một tháng nữa là bắt đầu thu hoạch vải chín sớm. Có thể nói hiện nay là Bắc Giang tôi đưa ra 3 cái kịch bản. Kịch bản thuận lợi nhất đó là xuất khẩu sang tất cả các cái thị trường. Cả thị trường truyền thống và thị trường mới. Và cái kịch bản thứ hai là nó có khó khăn nhưng vẫn có thể xuất khẩu được. Nhưng cái kịch bản thứ ba là khó khăn nhất, đó là không xuất khẩu được trước cái diễn biến phức tạp của cái COVID-19 thì đó là thị trường nội địa trong nước. Nếu chúng ta khai thác tốt cái thị trường trong nước thì cái sản lượng vải của Bắc Giang này cũng chưa có ăn thua gì cả. Để nếu mà chúng ta mà làm tốt được, khai thác tốt được cái tiềm năng của thị trường trong nước này. Là nước sản xuất vải thiều lớn thứ 3 thế giới với 60.000 hecta, sản lượng cả nước ước đạt 400.000 tấn. Các chuyên gia nhấn mạnh, nếu khai thác tốt thị trường nội địa thì sản lượng này không quá lớn và sẽ khó xảy ra dư thừa. Dù chỉ còn ít ngày nữa là vào vụ thu hoạch, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn lưu ý các địa phương phải chăm sóc cẩn thận bởi thời tiết còn tiềm ẩn những biến động bất thường, rất có thể ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả vải. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đang tác động mạnh tới tình hình kinh tế xã hội, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về triển khai các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Thời gian vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Vĩnh Phúc đã chủ động đánh giá mức độ ảnh hưởng của khách hàng đang vay vốn, kịp thời khoanh nợ, giãn nợ cho khách hàng. Hiện nay, gia đình ông Vương Duy Nghị, tổ dân phố Sơn Bỉ, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, đang vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Bình Xuyên hơn 700 triệu đồng để đầu tư xe khách và nhà xưởng sửa chữa ô tô. Do tác động của dịch bệnh COVID-19, gia đình ông buộc phải cho 4 lao động nghỉ việc, nhà xưởng đóng cửa. Tuy nhiên hiện nay, mỗi tháng ông Nghị vẫn phải trả cả gốc lẫn lãi hơn 10 triệu đồng. Mình vay vốn để mình mua cái xe, mình vay vốn để mình đầu tư vào xưởng, sửa chữa. Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ là đều ngưng động lại tất, không phát huy được một cái gì cả. Mong là được ngân hàng cho chúng tôi được giãn lại cái thời gian trả lãi và trả gốc, đáo hạn ngân hàng. Sẻ chia hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh ảnh hưởng của COVID-19, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc 2 chủ động làm việc với khách hàng để triển khai kịp thời giải pháp hỗ trợ. Tập trung nguồn nhân lực rà soát đánh giá mức độ thiệt hại của doanh nghiệp để triển khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm mức lãi vay. Triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để ổn định sản xuất kinh doanh. Thời gian vừa qua thì Vĩnh Phúc 2 đã cho cán bộ rà soát lại thì chủ yếu tập trung các lĩnh vực như là nhà hàng, khách sạn và vận tải. Đấy, là những khách hàng mà có ảnh hưởng trực tiếp lớn nhất. Từ đó cũng phân ra từng khách hàng để có những biện pháp giải pháp kịp thời, hỗ trợ để khách hàng hoạt động sản xuất hiệu quả và ổn định. Cùng với những giải pháp trong điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh, nắm bắt sát từng diễn biến thị trường, đối với nhóm doanh nghiệp đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc 2 sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh để duy trì sản xuất. Đẩy mạnh việc kết nối tìm kiếm thêm đối tác thị trường đầu ra cho sản phẩm. Riêng với nhóm khách hàng có nhu cầu vay vốn mới sẽ tiếp tục được tạo điều kiện tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi để sản xuất kinh doanh. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên vừa hoàn thành việc triển khai xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng.
Từ tháng 10 năm 2019, huyện Phù Cừ triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường tỉnh 386, đoạn từ cầu Quán Bầu, xã Tống Phan, tới khu di tích lịch sử Cây Đa và Đền La Tiến, xã Nguyên Hòa, và đoạn từ Lưỡi A tới ngã 5 Đỉnh Cao, có tổng chiều dài gần 10 km. Tổng mức đầu tư cho công trình là trên 12 tỷ đồng. Hệ thống chiếu sáng công cộng góp phần giúp huyện Phù Cừ đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển các ngành nghề kinh doanh dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, công trình hoàn thành đúng dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 đã tạo sự phấn khởi trong nhân dân. Mặc dù điện lưới quốc gia đã đến 100% các xã của tỉnh Lai Châu, tuy nhiên nhiều bản vùng sâu vùng xa của xã đặc biệt khó khăn, nhiều hộ dân vẫn chưa thể có niềm vui từ ánh sáng điện lưới. Phản ánh của phóng viên tại xã Tùa Xín Trải, huyện Sìn Hồ, nơi vẫn còn 9 trên 17 bản chưa có điện lưới quốc gia. Sử dụng những tấm pin năng lượng mặt trời, chiếc bình ắc quy chính là cách từ nhiều năm nay người dân ở bản Pu Chi Phì vẫn sử dụng để thắp sáng. Nhưng bản này lại có đến 18 trên 35 hộ nghèo thì việc mua được những thiết bị trên ở bản chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mong muốn lớn nhất của bà con dân bản nơi đây là có ánh sáng của điện lưới quốc gia. Tùa Xín Trải là một trong những xã vùng cao đặc biệt khó khăn và xa xôi nhất của huyện Sìn Hồ. Hiện xã này có tới 9 bản vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Đa số các bản này điều kiện giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn. Một số bản dân cư sống không tập trung nên việc thực hiện đưa điện lưới quốc gia đến bản thực sự rất khó khăn. Không có điện lưới quốc gia đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Không tivi, không sử dụng các thiết bị hiện đại mà được thay thế bằng những chiếc đài sử dụng pin, những chiếc bình ắc quy. Người dân chín bản của xã Tùa Xín Trải nói riêng và nhiều bản vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu rất cần được các cấp thẩm quyền đưa ánh sáng điện lưới quốc gia về để thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững. Tuyên Quang là tỉnh miền núi, địa hình chủ yếu là đồi núi, rất khó khăn trong việc lắp đặt hạ tầng lưới điện. Do vậy, nhiều thôn bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chưa có điện lưới. Để khắc phục tình trạng trên, tỉnh Tuyên Quang đang nỗ lực hoàn thành dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh giai đoạn 2013-2020. Nằm cách trung tâm huyện Hàm Yên gần 40 km, hai thôn Khao Làng và Cao Đường xã Yên Thuận được bao quanh bởi những dãy núi đá cao sừng sững, bà con sinh sống chủ yếu bằng trồng trọt và chăn nuôi. Do địa hình khó khăn, nhiều năm qua, người dân hai thôn không có điện lưới, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 65%. Đầu năm 2019, công trình cấp điện về Khao Làng và Cao Đường với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng, cung cấp điện cho gần 140 hộ và các điểm trường trên địa bàn đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trước đây thì chưa có điện thì cũng rất là khổ, bây giờ thì nhà nước đầu tư điện lên thì bây giờ cũng rất là vui, bà con tôi cũng rất là phấn khởi và bây giờ cũng mua được tivi để xem được cái thời sự. Có điện lưới quốc gia, người dân nơi đây được mở mang dân trí, có thêm kinh nghiệm làm ăn thông qua các chương trình truyền hình. Người dân cũng đầu tư máy móc để làm dịch vụ, phục vụ chăn nuôi, sản xuất. Nhờ Đảng nhà nước cũng đã được thắp sáng điện đến tận nhà. Cũng gia đình tôi cũng mua được ít độ mùa máy sát phục vụ cho gia đình. Từ khi có điện thì là cái việc thay đổi cái bộ mặt của xã thì hết sức là rõ ràng. Từ việc nâng cao cái thu nhập của nhân dân cũng như là sử dụng cái dịch vụ điện vào trong việc sát xuất sản xuất. Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020 có tổng mức đầu tư hơn 950 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2019 đã hoàn thành đóng điện 9 hạng mục cho 20 thôn bản trên địa bàn 8 xã, 6 huyện với tổng mức đầu tư hơn 75 tỷ đồng. Hiện đang triển khai tiểu dự án do EU tài trợ giai đoạn 2018-2020 cho 41 thôn bản thuộc 16 xã của 5 huyện Hàm Yên, Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình, Yên Sơn, tổng mức đầu tư hơn 164 tỷ đồng. Đây là cái dự án mà được hỗ trợ thì được bà con nhân dân rất nhiệt tình ủng hộ và tạo mọi cái điều kiện tốt nhất về vị trí đất rồi đền bù giải phóng mặt bằng.
Tính đến tháng 3, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang còn 41 thôn bản với hơn 3.000 hộ dân chưa được sử dụng lưới điện quốc gia. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 26 thôn bản được sử dụng lưới điện quốc gia. Đến năm 2022, hoàn thành cấp lưới điện quốc gia cho tất cả các thôn bản trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương hiện có 22 km đê cấp 2 do Trung ương quản lý, còn lại là tuyến đê do địa phương quản lý. Để bảo vệ công trình đê điều phòng chống thiên tai hiệu quả, hạt quản lý đê phối hợp với các địa phương có đê duy trì và bảo vệ được hơn 14 km đê có hàng tre chắn sóng. Trong đó hơn 2 km tre chắn sóng thuộc tuyến đê tả sông Thái Bình và gần 12 km tre thuộc tuyến đê tả sông Kinh Thầy. Nhiều đoạn đê đã có đến 2 hàng tre chắn sóng, phát huy tác dụng chống xói mòn, sạt trượt và chắn sóng trong mùa mưa lũ. Các đoạn tuyến đê còn lại do tre chắn sóng mới được trồng chưa phát huy được tác dụng hoặc do được trồng bằng giống tre bát bộ phát triển kém. Bên cạnh đó vẫn còn một số khu vực thuộc tuyến đê tả sông Kinh Thầy, mái đê sát với sông nên không thể trồng tre được. Tại các vị trí này, hạt quản lý đê thành phố đã lên phương án đề phòng sạt lở mái đê phía sông khi sóng vỗ hoặc thẩm lậu rò rỉ ở thời điểm lũ lên cao. Hạt quản lý đê thành phố Chí Linh đang tăng cường phối hợp với các địa phương ven đê và các hộ nhận khoán để chăm sóc và tiếp tục trồng bổ sung, trồng mới tre chắn sóng trên các tuyến đê, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ hàng tre chắn sóng trong nhân dân và đề nghị các địa phương có chính sách hỗ trợ những hộ nhận chăm sóc bảo vệ hàng tre chắn sóng. Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn ngân sách nhà nước, tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư hàng trăm công trình nước sạch sinh hoạt phục vụ người dân ở nông thôn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay có nhiều công trình cấp nước tập trung ở nông thôn do cộng đồng quản lý hoạt động kém hiệu quả, thậm chí bỏ hoang hư hỏng, gây lãng phí ngân sách, gây bức xúc trong nhân dân. Đây là công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Tân Yên, thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Công trình được xây dựng năm 2011 bằng nguồn vốn chương trình 134 với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ đồng, đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho 54 hộ dân của Tân Yên. Sau một thời gian sử dụng, hầu hết các đồng hồ nước bị hư hỏng, nhiều hạng mục xuống cấp, nhếch nhác. Đến nay, chỉ có 17 hộ dân sử dụng nguồn nước này, còn lại các hộ đều phải tự khoan giếng hoặc gánh nước về để sử dụng. Thời gian gần đây, lực lượng công an tỉnh và các địa phương liên tục triệt phá các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn, tạm giữ nhiều đối tượng liên quan. Điều đáng nói là tệ nạn cờ bạc thu hút nhiều người, nhiều đối tượng tham gia, thậm chí có cả phụ nữ và diễn ra nhiều tại các vùng nông thôn, gây mất an ninh trật tự địa phương. Ghi nhận của phóng viên tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Mới đây, Công an huyện Yên Mỹ tiến hành kiểm tra hành chính nhà Nguyễn Gia Bính, sinh năm 1986, thôn Bình Phú, xã Yên Phú, phát hiện có 11 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa, sát phạt bằng tiền, thu giữ trên chiếu 240 triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Trước đó, ngày 28 tháng 12 năm 2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi gá bạc, đánh bạc với hình thức đánh chắn, đánh sâm lốc tại nhà của Hoàng Văn Huyên, sinh năm 1971, tại thôn Từ Tây, xã Yên Phú, thu giữ gần 175 triệu đồng cùng các hiện vật khác. Ngoài hai vụ trên, Công an xã Yên Phú cũng đã phát hiện và xử phạt hành chính một số vụ đánh bạc quy mô nhỏ. Tình trạng đánh bạc không chỉ diễn ra tại Yên Phú mà còn diễn ra tại một số xã như Thanh Long, Ngọc Long trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2020, Công an huyện Yên Mỹ đã triệt phá 4 vụ cờ bạc, bắt giữ 47 đối tượng liên quan và thu giữ trên 500 triệu đồng cùng nhiều hiện vật khác. Năm 2019, số vụ đánh bạc trên địa bàn huyện được phát hiện và xử lý là 17 vụ với 118 đối tượng, thu giữ 585 triệu đồng và một số tang vật. Có thể thấy, nạn đánh bạc đang diễn biến khá nhức nhối tại các vùng nông thôn. Đặc biệt, hình thức đánh bạc ngày càng đa dạng với phương thức thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức chặt chẽ, số tiền chơi lớn. Để quản lý tình hình cờ bạc trên địa bàn huyện, thì lực lượng công an huyện cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ cũng như công an các xã thị trấn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ quản lý tốt địa bàn, không để các đối tượng lợi dụng cái sơ hở cũng như là các cái hoạt động mà hiếu hỉ để lợi dụng việc mà chơi cờ bạc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thực tế hiện nay, nạn cờ bạc đang ngày ngày len lỏi vào các vùng nông thôn. Nhiều thanh niên ở đây đã bị lôi kéo vào hoạt động đánh bạc. Đây cũng là nguyên nhân phát sinh nhiều tệ nạn xã hội khác.
Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành chức năng, người dân cần lưu ý khuyên bảo con em mình tránh xa các tệ nạn này. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.